Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Kalamandrop nhận được 12 đồng token Rewitch. Một số thông tin về đồng token này, số tổ cung phát hành là 12 triệu, nó có 111 tài khoản holder và đã phát sinh 32.235 giờ giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Kalamandrop.net, link truy cập website của mình để mình dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm tới 20 hướng dẫn cho đúng sai giúp mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc quan chắc, bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc nhanh ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask với chút đáy lớp của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu TVKH, số tập phân là 18 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Các bạn tiếp theo một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Kalamandrop.net nhé. Tìm tới bước 2, truy cập vào link rút gọn đây để nhận token. Chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 117 ngày nữa nha. Và được sau khi đó list trên sàn là một đồng token WH sẽ bằng 1,2 USDT. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào này giúp mình. Đây có kết nối với ví của MetaMask và ví Chuluret, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Phí ga là 0,000605 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nha. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Kalamandrop.net nhé, cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam được nhận được 12 đồng token Rewitch. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.